định cho thấy cái cảnh kia rồi. Bắt đầu. Cái bài này quan trọng nhất là cái khi tập đó, là cái hai cái tinh hoàn đó. Khi tập bài đầu tiên nó phải kiểm tra hai tinh hoàn nó phải nhỏ lại, khi bị đầu phục vô mới được. Không thôi, không được. Ờ, được thôi. À, kiểm tra người đi. Lúc đó ở nhà thì có tuồng cái ngó á. Anh ngó mà hoặc là mặc cái quần, mặc cái áo treo mà ở đâu ở tuồng ngó xuống coi nó thùng vô. Nó có tuồng vào không? Thùng vô. Ừ. Mới đúng còn thôi là mất nguyên khí. Cái bí mật chỗ đó nhiều không để ý. Này, cái khúc là phải nhíu nước hồng luôn rồi mình phải nhíu là hồi tôi tập cái nhắc lúc đó phải bây giờ bắt đầu tập lúc nào tôi nhắc lúc đó rồi phải kiểm tra lúc nào anh cứ tập luôn nên bắt đầu vô cái tập nha đó bài tập đầu tiên bắt đầu đứng cái chừng nó hơi hơi nhẹ là không cần sát thì có không sát có đứng thì mình đứng cho cái cân bằng rồi cái tay thở đều hết đừng bây giờ làm gì mà căng thẳng thoải mái chứ phải hít vô thở ra cứ thở hít vô thở ra hít vô thở đều đều. Ở đây là đoạn hai cái tay, một tay đóng, một tay cái một cái tay là một cái âm dương ấy, là một cái trời dữ lắm, cái mình hơi nhẹ ra. Khi nào thấy cái thắt lưng nó căng, hai tay mình đẩy đẩy nhẹ, khi nào sau cái ngực nó căng, tức là cái huyệt giáp tích giống huyệt mình mô cái căng, đó là cái về khí huyệt đó, những cái căng. Khi nào thấy căng xong rồi anh thu cái ngực anh xoay lại lại, anh để ý. Đó, cái này quan trọng này đó anh cứ xỉa ra phía sau, xỉa ra sau cái nhũn chân nó căng, rồi anh ngó cái tinh hoàn, đó anh để ý, rồi anh ngó cái quy đầu khi nó thụt vô trong phía sau, khi nó thụt nó mới tập tiếp, nó lâu lắm cái người mới thụt cái rồi có người mới một hồi, đó kiểm soát, có cảm giác là nó thụt vào, đó rồi mình phải tự thụt nó thụt sau, đúng rồi. Đứng lên thì bắt đầu nó dùng ý thuộc nó thuộc tiếp chứ mà giống như thoát không thoát rồi không vậy đó nhưng mà này là thoát hai cái quả thoát thành rót cho nó nhỏ lại rồi cứ quy đầu cứ rút cái quy đầu thường thường nếu cái dao quy đầu nhiều lấy tay kéo cho nó một hả nó gọi là con rùa chui vào cổ thành ra cái loại rùa nó mạnh á anh đụng cái thuộc đầu như vậy là đụng rùa nó mạnh thì cái đó là như con rùa. Ở dưới này con quy là cái đó quy đầu quy đầu quy đầu nó là con rùa chứ là gì đầu rùa cái gì nữa thường dùng nó cái quy đầu là cái gì đầu rùa chứ anh để vậy là anh phải thoát sao cái da cứ bật cái đầu rùa cái đầu rùa thuộc không được là sức yếu là nó làm trong thuộc do là ngó xuống kiểm tra thế này nó bởi vì thi công tại sao nó bí ẩn tại vì cái gió trong nhà thì có ngoài ra đường sao chống chặt ra ở nhà anh đặt cái khi nó thụt vô là nữa mình hiểu rồi thì cái não hiểu là không cần khổ ruột nữa mặc được đó là cái động tác cái lúc đó đứng làm một hồi cho nó thụt vô cứ thoát đó mình kiểm soát mình thăng kêu kế càng thoát vô đó đó thì cái đầu nó thụt luôn vô nếu được lấy tay vuốt cái quy đầu cho nó thụt vô tức là mình quy cái đầu rùa nó thụt vô rồi bắt đầu mới tập thứ nhất đưa ra từ từ thôi nhưng mà hãy ra cái bàn tay cái này là giống như cái này là đi dương như đẩy ra đẩy ra một cái đầu bàn tay nó hơi bước vô đó, cái gót chân nó hơi nhích nhẹ lên đó đúng vẫn thở đều anh sẽ thấy cái thắt lưng nó căng tức là mình mòn căng rồi ở dưới cái hồi nãy mình tập cái kia rồi nó săn là nó săn rồi thành cái hậu môn nó sẽ nhíu lại tự nhiên nó rồi lên cái ngực cái tâm trọng này để gì được như quái phật vậy cái anh được kéo bằng hai cái tay như quái phật anh cũng nghiêng từ từ ra từ tập chậm để hiểu cái bí quyết đó là hai bàn tay luôn song song không có được mà hình chữ nhật hay là hình tam giác thì kéo là cái lúc mà nó kéo không nổi nữa là cái ngực cái độ nhẹ nhẹ không cần phải nhón cao miễn sao cái thắt lưng nó căng khi kéo hai tay nó ra nhiều là chấp tích căng cứ luôn luôn là mệnh môn chấp tích đó là căng thả trở lại vô trở lại đi tập đều kiểm soát hơi thở thứ hai cũng vậy nó duy nhất cái nó nhẹ 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 đó
cái lưng thật cái căng, cái tay mà kéo ra phải hợp kéo ngược ra sau để cái giáp tích nó căng, chứ không phải là chỉ đưa và chéo gì là không được, nó phải thẳng rồi mà nó hơi quanh ra phía sau, hơi quanh ra phía sau đó quanh ngược, rồi cái chân nó hơi nghiêng để cho cái thắt lưng nó căng, tức là mịn môn mở giáp tích, đó là nó ý thì hai cái điểm nó nằm trên cuộc sống như gì nữa. Thì mình đang đọc tẩy tủy phải làm là phải tất cả cái ý nó nằm trong cuộc sống đó, thứ hai trước rồi ngang ba rồi đứng yên rồi thả người bình thường, tay là đang đang nước vô thả lỏng cho nó khỏi mỏi, đưa lên là anh phải đưa cái cùi chỏ mà anh cầm thẳng bao nhiêu thì mình bớt mỏi, anh một chùm nó mỏi anh duỗi thẳng ra duỗi cùi chỏ, không cần bàn tay phải thẳng duỗi cùi chỏ trước cho nó hết mỏi rồi anh yên. Đó, rồi con tay bắt đầu anh mới lật ngược con tay xuống thì bắt đầu cái giáp tích nó hiện lỗ ra, mà hai cái tay phải hơi kéo ra sau mới được, cho anh mà để ra trước không phải kéo ra sau bệnh nghiêng đó, thấy cái giáp tích nó hiện ra cái bệnh môn hiện ra bệnh nghiêng, thở đều rồi thả, không biến mất hai việc là không thấy hai việc để vậy thả thể từ từ thật, hai việc không thấy, mỗi lần tập phải hiện hai cái việc đó ra, kéo để thở đều chậm lắm nó bình ổn vậy đó, bắt đầu xe ở đây ra cái tay này kéo ở đây, bây giờ anh thấy cái hiện tượng cái tay này để đây thì mình thấy cái chân phải nó trụ, cái người nó xoắn cái chân trắng hơn nhất này. Đó mới đúng thấy không, thì anh thấy nó xoắn vừa được khí nó chạy từ giấc từ mình vô nó xoáy đi nhất nó xoáy thành đường xoáy đi nhất đường nghiêng đó là nó qua phòng thủ nghiêng đầu nó qua phòng thủ nước đầu nhìn bên kia đứng nhẹ thở đều rồi thả từ từ, lúc nào đừng hơi thở nó dồn dập buông cả hai tay ra thở đều bình ổn rồi bắt đầu tay mình kéo vô đây để kéo lại thì trụ với chân trái trụ chân trái cái đầu nó méo lắm xoắn làm sao thấy từ mình môn nó xoắn là nhất tính rồi cái ngựa bắt đầu xuyên cái đầu nhìn bên kia nó lên phong phủ nó lên tới cái gáy đứng vậy thở đều, đó là khí nó từ khí tức là lượng khí nó khí huyết nó đi thì mình mô giáp tích phong phủ lên trên đỉnh đầu rồi xả lên tới đó một cái thở đều cho biến mất vào việc rồi họ à, việc mất đầy được thì cho nó mất ra. Rồi bây giờ anh kéo hai tay xong bắt đầu chấp tích hiện ra, hơi đổ người mình mơ hiện ra, hơi ngửa cái đầu đó là phong phủ đó, ba việc nó hiện ra luôn, nó phải có đường đi rồi. Bây giờ nó tới giai đoạn cao hơn, hồi trước tôi không dạy anh cái việc, bây giờ nó tới việc đó, phải phong phủ hiện ba việc rồi thả đứng trở lại tay bình thường là như trọng kéo vô đó. Để gì trở lại cái tay trái đè xuống cái phải mày lên, anh thấy hiện nhập tích mình đổ người hiện mình mô hơi ngước cái cầm cả rồi thấy ba người đổ ra cứ chụp kéo xuống từ từ là cái việc nó chạy từ cái phong phủ đó nó chạy tới ngực là cái từ ngực đổ người ra sau đẩy xuống là nó xuống cái mình mô anh ngửa người ra sau nó chạy xuống mình mô sau đứng yên thở đều thế là nó dẫn từ phong phủ xuống giáp tích xuống mình môn xuống cái đai mình đẩy xuống mình xuống tới yếu mình môn là xuống tới đất và mình môn nó tràn xuống tới cái thở đều bình ổn đó xong rồi phải bình ổn cái là nghỉ cái rồi cũng đưa lên được đó bây giờ anh đổ hơi đổ người từ mình môn hay nó căng cái lưng rồi cái tay cũng đưa từ từ ra anh kéo lại nó thành những cái vòng cung là nó phồng lên cái giáp tích lên giáp tích phải phồng lên đó là ra tới ngoài đổ mình mô cái đầu giữ thẳng là nó là giáp tích mình mô nối thả lỏng đứng trở lại cho nó biến mất hàng rồi rút cái tay vô vào đây cái đầu có đều như luyện khí nó chậm hơn bây giờ có cái mấy hiệp nhưng rồi bắt đầu ngửa này bắt được ông đường dương là cái giáp tích hiện ra rồi mới đổ người từ cái giáp tích chạy xuống mình mô
buồn này mới kéo vị trí này phải chưa đọc giá trị giờ kéo tay là sau chấp tích hiện ra đổ mình ngon hiện ra gưa cái thằng này đừng cho nó cong cái cổ mình thả lỏng bình thường thả tay xuống hai tay đang mạnh bù chó phía thẳng đang mạnh bây giờ đứng giờ là ấn cái gót xuống dưới không có nhấc gót giữ thẳng cái chân ướt duỗi lại ngửa mặt từ mình mông nó căng căng lên cái dốc cái ngửa cổ lên cho mình phong phú cái thở đều cho nó cho cái cổ sau nó căng giữ lên cái phong phú rồi thả từ từ cho biến mất bài thẳng lại cái bên nếu còn thở nhiều yên đứng yên nhau mình nổ mà. Giữ cuộc sống luôn thẳng để cho nó ba cái đường thẳng thì mình thẳng vẫn mờ dần xoay ra đậm dần mình nô dần tiếp phần phụ nằm thì mình thẳng nó lên tới bất hội là thẳng còn cái mình nô cái phần phụ làm sao nó cần chuyển mình nó rồi thả không nghiêng rồi bước ra kéo lại hai bên